Lao đi Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. tư lệnh lữ đoàn dù và thủy quân lục chiến Nga tử trận tại Ukraine. Theo tờ Daily Mail, sáng thứ Bảy theo giờ địa phương mặc tư khoa, tức là chiều thứ Bảy mùng 9 tháng 7 theo giờ Việt Nam, các phương tiện truyền thông Nga đã tiết lộ thông tin về cái chết của hai sĩ quan cấp tá cao cấp trong quân đội Nga trên chiến trường Ukraine. Người thứ nhất là Trung tá Alexander Smirnov, 41 tuổi, tư lệnh phó của lữ đoàn dù số 11 đã thiệt mạng tại cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Ông là sĩ quan cấp tá thứ 59 được tương trình đã qua đời trong chiến trường Ukraine. Người chỉ huy lực lượng nhảy dù này đã chiến đấu cùng với các lực lượng thân Nga trong khu vực Luhansk. Smirnov bị trúng đạn khi đang trong sở chỉ huy của Trung đoàn súng trường cơ giới Cossack số 6. Smirnov bị giết vào ngày 1 tháng 7, nhưng cái chết của ông đến nay mới được đưa ra ánh sáng trong một thông báo về tang lễ. Người thứ hai là trung tá Sergei Mosvyshev, 45 tuổi, được chôn cất với đầy đủ lễ nghi quân cách vào sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 7 tại Ryazan, một thành phố ở miền Tây nước Nga. Mosvyshev đã từng phục vụ trong Lữ đoàn Dù 83 ở Ussuriansk, sau đó được chuyển sang Lữ đoàn 155 Thủy quân lục chiến ở Vladivostok lúc từ trận. Ông ta là tư lệnh lữ đoàn 155 thủy quân lục chiến. Trung tá Mosvich là con trai của một anh hùng đã tham gia cấp cứu tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau vụ nổ năm 1986. Ông chết đi bỏ lại vợ và hai con của mình. Ông là sĩ quan cấp tá thứ 60 được biết đến đã thiệt mạng trong cuộc chiến đẫm máu, vốn đã chứng kiến những cái chết của một số lượng lớn các sĩ quan cao cấp trong lực lượng của ông Putin, trong đó có ít nhất 11 tướng lĩnh. Ít lộ về cái chết của Alexander Smirnov và Sergei Mosvichev được đưa ra khi Tổng thống Putin tuyên bố rằng ông hầu như chưa bắt đầu chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine nhà lãnh đạo Nga cho biết trong một bài phát biểu diều hầu trước các nhà lãnh đạo quốc hội. Bất kỳ triển vọng nào cho các cuộc đàm phán hòa bình sẽ ngày càng mờ nhạt khi xung đột kéo dài. Ông cho biết, nếu phương Tây muốn đánh bại Nga trên chiến trường thì việc thử sức là điều đáng hoàn nghênh. Tổng thống Putin nói, hôm nay chúng ta nghe nói rằng họ muốn đánh bại chúng ta trên chiến trường. Bạn có thể nói gì? Hãy để họ thử chúng tôi đã nhiều lần nghe nói rằng phương tây muốn đánh chúng ta đến người ukraine cuối cùng đây là một bi kịch đối với người dân ukraine nhưng có vẻ như mọi thứ đều đang hướng tới điều này ông ta nhấn mạnh rằng mọi người nên biết rằng nhìn chung chúng ta vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì một cách nghiêm túc đồng thời chúng ta không bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình nhưng những người từ chối những cuộc đàm phán nên biết rằng càng đi xa họ càng khó thương lượng với chúng ta diệt lôi hạm của Nga bị đánh phá gần đảo rắn được đưa đến Sevastopol. Trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 7, phát ngôn nhân của Cục trưởng Cục Quản lý Quân sự khu vực Odessa Sehi Brachuk cho biết, các nguồn tin tình báo của chúng tôi xác nhận chiếc diệt lôi hạm yunamit Baltiki của Nga đã bị hư hại trong các cuộc chiến gần đảo rắn. Trong tuần qua đã được kéo đến Sevastopol để sửa chữa. Hôm thứ Tư 22 tháng 6, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công đảo rắn, hay còn gọi là đảo Zmini, bằng các loại vũ khí và phương tiện hủy diệt khác nhau. Các đơn vị đồn trú của Nga bị tổn thất đáng kể. Lửa sáng rực bầu trời suốt đêm thứ Ba, rạng sáng ngày thứ Tư 22 tháng 6. Chiếc diệt lôi hạm Yunamid Baltiki được tương trình đã bỏ chạy sau khi bị trúng loạt tấn công đầu tiên. Nó bị thiệt hại đáng kể nhưng không chìm xuống đáy đại dương. Theo Forbes, người Nga đã mất gần 1 tỷ USD trang thiết bị và vũ khí trên đảo rắn và các vùng biển xung quanh. Tổn thất lớn nhất của quân xâm lược là xoái hạm mặc tư khoa của hạm đội Hắc Hải trị giá đến 750 triệu USD. Nó tham gia đánh chiếm đảo rắn, sau đó bị trúng hỏa tiễn vào ngày 13 tháng 4 và chìm một ngày sau đó. Lực lượng Ukraine xác nhận đã tìm thấy 30 thiết bị của đối phương bị phá hủy trên đảo rắn, kho đạn dược bị nổ tung và những tàn tích rộng lớn đã được thực hiện. Nga chuyển 4 trong số 6 tàu ngầm tới Hắc Hải Lực lượng Nga đã di chuyển 4 trong số 6 tàu ngầm thuộc đề án 636 và Savianka từ Sevastopol đến Hắc Hải. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã cho biết như trên trong bản báo cáo sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 7. Hai tàu ngầm của dự án này thuộc lữ đoàn tàu ngầm biệt lập số 4 hiện đang đóng tại bờ phía đông của Hắc Hải. Tổng cộng, hạm đội Hắc Hải của Nga bao gồm 6 tàu ngầm thuộc đề án 636 và Savianka B-261, Voronoshien, B-237, Rostov-on-Don, B-262, Stary Oskol, B-265, Krasnodar, B-268, Veliki, Novgorod và B-271, Kopino. Vào ngày 5 tháng 7, chỉ có một tàu ngầm thuộc đề án 636 và ở lại Sevastopol. Hạm đội hắc hải của Nga cũng bao gồm tàu ngầm B-871 Arosa thuộc dự án 877 B Pautus. nhưng sau khi tiến hành thử nghiệm trên biển, nó đã được gửi xuống xưởng đóng tàu thứ 13 ở vịnh Kalin Bay để sửa chữa. NASA lên án Nga sử dụng trạm vũ trụ quốc tế để biện minh cho chiến tranh ở Ukraine. NASA đã chỉ trích Nga sử dụng trạm vũ trụ quốc tế gọi tắt là ISS để gọi tắt là ISS để quảng bá và biện minh cho cuộc chiến của họ ở Ukraine. Phát ngôn nhân cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 7, NASA đã mạnh mẽ phản đối việc Nga sử dụng trạm vũ trụ quốc tế cho các mục đích chính trị để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ukraine, về cơ bản không phù hợp với chức năng chính của trạm. 15 quốc gia tham gia vào dự án quốc tế này nhằm thúc đẩy khoa học và phát triển công nghệ vì mục đích hòa bình. Tuyên bố này dường như nhằm đáp trả những hình ảnh do cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos công bố vào ngày 4 tháng 7 cho thấy các phi hành gia Nga trên trạm cầm cờ liên quan đến các thực thể ly khai ở Ukraine. Các lá cờ được trưng bày để đánh dấu việc Nga chiếm đóng Lysychansk, thành phố cuối cùng ở Luhansk rơi vào tay quân Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace gặp gỡ các quân nhân Ukraine đang trong chương trình huấn luyện tại Anh Đoàn tập huấn đầu tiên gồm các binh sĩ Ukraine tham gia một chương trình huấn luyện quân sự mới do Vương quốc Anh dẫn đầu sẽ huấn luyện tới 10.000 binh sĩ Ukraine trong những tháng tới đã đến Vương quốc Anh. Trước khi bắt đầu chương trình, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đã gặp gỡ các quân nhân Ukraine chuẩn bị tham gia chương trình này theo dịch vụ báo chí của Bộ Quốc phòng Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace cho biết, chương trình đào tạo với đầy tham vọng này là giai đoạn tiếp theo trong sự hỗ trợ của Vương quốc Anh đối với các lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Sử dụng chuyên môn đẳng cấp thế giới của quân đội Anh, chúng tôi sẽ giúp Ukraine xây dựng lại lực lượng và mở rộng quy mô của kháng chiến khi họ bảo vệ chủ quyền của đất nước và quyền lựa chọn tương lai của chính mình. Khoảng 1.050 quân nhân của Vương quốc Anh đang tham gia điều hành chương trình mỗi khóa học sẽ kéo dài vài tuần. Khóa huấn luyện sẽ cung cấp các tân binh tình nguyện có ít hoặc không có kinh nghiệm quân sự các kỹ năng để chiến đấu hiệu quả ở tiền tuyến. Dựa trên chương trình đào tạo binh lính cơ bản của Vương quốc Anh, khóa học bao gồm việc sử dụng vũ khí, sơ cứu chiến trường, thao tác giã chiến, chiến thuật tuần tra và luật xung đột vũ trang. Vương quốc Anh có một lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ quân đội Ukraine thông qua chiến dịch Orbital đã đào tạo 22.000 người Ukraine từ năm 2015 đến năm 2022. Chương trình mới nhất là một phần trong cam kết lâu dài của Vương quốc Anh nhằm hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược vô cớ của Nga. Cho đến nay, số tiền viện trợ quân sự của Anh đã lên tới hơn 3,3 tỷ bảng Anh và bao gồm hơn 5.000 vũ khí chống tăng Enlo và các hệ thống phóng hỏa tiễn đa năng M270. người kế vị ông putin có thể thậm chí còn tồi tệ hơn đối với phương tây theo một chuyên gia về đất nước và chính trị nga người kế nhiệm tổng thống nga vladimir putin có thể nguy hiểm tương đương hoặc nguy hiểm hơn ông ta trong bối cảnh cuộc xâm lược ukraine đang diễn ra và những ảnh hưởng của nó đối với vị thế của nga trên trường thế giới những tin đồn xoay quanh sức khỏe của Putin cùng với những đồn đoán về khả năng lật đổ bởi các quan chức Nga khác đã khiến nhiều người thảo luận về triển vọng của những người kế nhiệm ông Putin. Phát biểu với Express trong một bài đăng hôm thứ Bảy, Keir giám đốc nghiên cứu và tác giả của cuốn Các quy tắc mặc từ khoa, cho biết hoàn toàn có khả năng người kế nhiệm của Tổng thống Putin cũng sẽ cứng rắn như ông ta hay thậm chí còn hơn. Có rất nhiều ứng cử viên sẽ nhậm chức sau khi triều đại của ông Putin kết thúc và một số lượng lớn trong số đó sẽ khiến mối quan hệ của Nga với phương Tây và với chính người dân nước này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì ông Putin đã làm trong vài năm qua, tác giả nói. Tác giả cho biết Nga đã rời bỏ cái ôm ban đầu của mình đối với phương Tây sau chiến tranh lạnh và quay trở lại thái độ thù địch. Vài năm gần đây, người ta đã chứng kiến một cuộc đàn áp ngày càng gia tăng đối với người dân Nga, song song với sự gia tăng thù địch với thế giới bên ngoài. Chiles nói với express nhưng ở cả hai khía cạnh đó nga chỉ đang quay trở lại với các chuẩn mực lịch sử và an toàn của nó bởi vì đây là một quốc gia luôn luôn cư xử bởi vì đây là một quốc gia luôn cư xử theo cách này đối với thế giới bên ngoài và đối với chính người dân của mình khoảng thời gian quan hệ thân thiết hay tốt đẹp hơn với phương tây luôn được người nga coi là một sai lầm và bây giờ họ đang quay trở lại những gì bình thường hơn nhiều trong lịch sử nước nga Ông nói thêm, một người kế nhiệm tiềm năng cho ông Putin có thể sẽ xuất thân từ một nền tảng tương tự và tiếp tục đưa đất nước trở lại trạng thái mặc định bình thường là trở thành một phe đối lập với phương Tây. Vào cuối tháng 6, thiếu tướng Kirillo Budanov, giám đốc cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố rằng ông Putin đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng và có khả năng chỉ sống được khoảng 2 năm. Ông phỏng đoán rằng nhà lãnh đạo không còn một cuộc đời dài phía trước Guranov tuyên bố cụ thể rằng ông Putin đang phải vật lộn với một căn bệnh ung thư nghiêm trọng cùng với một số căn bệnh không xác định khác khiến ông rơi vào tình trạng tâm lý và thể chất rất tồi tệ. Vào cuối tháng 5, một báo cáo mật của Mỹ cho biết ông Putin dường như đã bình phục trở lại sau khi trải qua đợt điều trị ung thư giai đoạn cuối vào tháng trước. Ba nhà lãnh đạo tình báo Mỹ nói với Newsweek. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.